Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã đến với đảo Rồng Huyền Thoại ngày thứ 657. Và nhận ngày thứ 657 mình nhận được 100 cây vàng. Ôi là trời. Nè, 58, 59 toàn là cây vàng không, 100 cây không mấy cha mẹ ơi. Game hút máu mà nó cho còn ít nữa chứ. Lại thiệt, 600 mấy chục ngày của người ta ít nhất cho 1 triệu cây vàng còn thấy ít nữa, đừng nói chi 100. Lại thì thôi lem. Và hôm nay là ngày chủ nhật nên mình sẽ có clip sớm. Bây giờ thì chỉ mới có 2 giờ, gần 3 giờ chiều thôi. Mình sẽ có clip sớm cho anh em coi luôn. Ok, hát chin. Chủ nhật chứ cũng không có được rảnh rỗi gì đâu, sáng giờ mình với mấy cháu rồi với ba đi qua ruộng làm tê liệt sáng giờ luôn, chứ cũng đâu có rảnh rỗi đâu. Bây giờ mới được nghỉ trưa đó. Phép 12 giờ lại thất bại nữa rồi. Like cái con quỷ gì quên rồi. Ý đậu xanh chưa gì hết. Skip 30 phút. Ok, skip 30 phút. Bảo anh ơi, xong chưa? Shopee, Shopee cái gì cũng có. Cáo múa mắc cười dữ à, coi kìa. Bảo anh với thằng Bùi Tiến Dũng kìa. Đồ dữ luôn. Giờ kéo mấy cái ngôi sao bóng đá vô quảng cáo luôn, mạnh dữ. Gì cũng có, mua hết ở Shopee. Shopee lem giật 30 phút là tới khỏe rồi. Ok, vậy lần thằng học tiếp, học võ tiếp. 2 triệu, 2 triệu gì ở quảng cáo nữa hả? Quảng cáo coi cái nữa coi, giảm được 1 tiếng đồng hồ. Rye Darkness, Rye Darkness. Quảng cáo game đẹp quá, nhân vật lúc nào cũng đẹp chứ. À, mà đánh là không biết có đẹp gì không nữa. Rye, play now. Ok. Ủa, nửa tiếng đâu? What the fuck mày, mày dụ tao đờ cờ mờ mày thiệt chứ. Ví dụ mình thôi, trở lại vấn đề. Quên. Hiện tại là cái boss challenge này là mình đã không hoàn thành rồi, chỉ còn có 23 giờ 3 phút nữa thôi. Ủa, một ngày 7 giờ, ngày 7 giờ mà chưa được tới giờ vòng 3 nữa. Lại thiệt. Bó tay bó tay. Ba rìm đỡ khổ. Hai. Thua rồi. Trả lời vấn đề nhiệm vụ. Win ở trên arena 3 chặng, 3 chặng phải không? Ở dưới đây có gì không? Rip. Biết được công thức ăn tiền arena bet. Ok, bây giờ thì vô đây, vô entrain arena slam, vô dứt
mời lòn đầy và vì anh về nôm 1555 dứt mày đẩy đi bờ hai hai vô rồi đây rồi rồi ghê vậy, mới nãy ba cậu cháu tắm xong cũng hên à, ghê quá. Y đậu xanh liver 75 hy sinh mới đấu là mày được á, là dành mà liver 75 trời đẹp luôn á, mấy cái nguyên tố là lên nâng cấp 6 luôn á, quá dữ. Oh yeah, quên. Clam. Clip on. Tiếp tục. 1548. Đưa mấy con này vô để cho nó thí mạng coi. 1548 dớt 21 hả, lấy con 45 ra giết mình. Giết nó. Đậu xanh rau má Stardust liver 80 nguyên tố nâng cấp 6. Oh my trời. Hy sinh thôi. Ý hy sinh lộn. Chạy đi không sao. Lỡ rồi. Chết luôn. Oscar. Ngẫm 67 hả? 67 Venom giết nó. Ta hãy lên giành mạnh dữ rồi. 20 Nacha level 20. Ê, không ngờ nó vẫn còn luôn á. Hãy đê AD mình level 80 luôn. Kinh thiệt. Một gương hồng. Clip on. Lên. Sáu không bốn sao đây? Gì vậy? Con hỏi coi ai? Hết luôn rồi. Cái gì đây? 20% ở này, 20%. Ôi bèo rồi. Dứt luôn. 46 alien giúp mày. Salamander ngẫm 45 hả? Chibon, dứt nó Chibon.
luôn. Ok, gán thôi, còn hai chặng nữa. Yeah, 45. Còn cuối cũng 45 luôn đi. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, vùng đỏ. Vùng đỏ nhận là đã tay lắm. Ca ca ca. Lem cho rồng ăn rồi. Chiến bí kíp võ công 8 chặng rồi. 10 thu 16 ca vàng, thu 16 ca vàng trước đi. Đấy, cho rồng ăn 4k, 1 2 3 3 luôn. Lem chiến 8 chặng, bí kíp võ công bét 20, chiến 8 chặng đi. Ok, một em đã xong. Đây đây đây. Đây, 4 chặng đây. 4 quyển. 4 quyển nằm tập trung một chỗ. Hai chặng nữa, đây hai chặng có luôn. Quá mạnh thì mình quá mạnh đi, đã quá nhiều liền. Professional, professional Sasuke. Yeah.
lấy lem coi. Lem bét 20 con rồng, bét 20 em. Trước khi bét thì mình sẽ thu để hoàn thành nhiệm vụ ngày luôn. Ok, thu tiền luôn, thu tiền để có tiền đi mua, đi mua thức ăn tiếp. Lên các anh chị nào xem clip mà chưa có ấn đăng ký thì hãy giúp mình đăng ký kênh mình đi nha các anh chị em. Một cái click đăng ký nó cũng không có tốn một chút gì đâu, nó cũng không có làm cho mấy bạn mất tiền hay gì đâu, mà khi mà đăng ký rồi ấn chuông luôn thì sẽ giúp các bạn bắt tin tức về video của mình càng sớm càng tốt, và giúp cho kênh mình được phát triển trong tương lai. Ok, 29 triệu là cái gì bây giờ, 2 ngày nữa hả, 2 ngày đi, 2 ngày đang có thời gian mà đi kiếm tiền tiếp. Ok, 29 triệu thì mình sẽ cho nó ăn tiếp, lần thứ nhất, 3 lần nữa mày sẽ lên level 77 nhá. Từ từ đi, từ từ rồi mày cũng sẽ lên level 77 thôi, không phải mà 77 mà là 80, từ từ cũng sẽ lên 80, level 80. Lem bây giờ thì mình sẽ bet mấy em rồng, 20 em. Lâu quá à. Rồi chưa ghép xong nữa. Ok, lem cho gồng ăn 4,7k thức ăn cô luôn, mạnh lắm, kiếm mấy con yếu yếu mới được. Đi vợ 20 cũng nhiều nữa, sao mà 20 hoài vậy, kiếm đây coi, 12 nè, 1 2 3, lem tiếp tục vào Agena Arena hả. Agena Arena giờ này mình đâu còn con nào mạnh đâu, đang đợi thời gian phục hồi nữa. Lem chiến Arena 5 chặng hả, chiến Arena 5 chặng. Ừ, mấy con yếu yếu đi, đánh mấy con này kiếm điểm lành luôn. Đấy, một chặng như vậy là mình sẽ kiếm được 28 điểm lành, tích tiểu thành đại mới được. Đi vào 53 nè,
60 cái này yếu nhất. Một trận nữa 40 cộng 30 điểm lan luôn. Xong còn một trận nữa đợi thời gian đủ mình sẽ vào chiến luôn. Một trận và xem 5 phần quà cho mấy anh em. Rồi bây giờ xong hết rồi thì mình sẽ trở lại đi tìm bí kíp võ công, đi tìm bí kíp võ công để cho con melon ăn mới được. Bừa phát nhóc quyển hết. Chủ nhật á ở nhà cũng không có được vui, ở nhà cũng buồn, mà đi làm á mệt nhưng mà vui, mà con cái không có khỏe bằng chủ nhật, lúc nào con người cũng bị mâu thuẫn hết trơn. Ở nhà cái chịu không nổi, buồn, cái đi làm có mệt cái nó buồn vậy đó, được nghỉ ở nhà không chịu, nhưng mà mình nghỉ ở nhà sẽ khỏe. Giờ on rem là khỏe nhất rồi, trong một ngày á bao nhiêu mệt nhọc mà chỉ cần on rem là nó khỏe, phải không? Bao nhiêu mệt nhọc không biết, chỉ cần on rem là khỏe liền. On rem làm clip cho mấy anh em nghe là thấy khỏe cho người liền. Sớm giờ mình làm clip nó cũng ít nói chuyện, nói cũng hơi nhỏ, là lý do là tại vì nãy giờ mình hơi buồn ngủ, muốn ngủ gục vậy đó, vừa làm clip mà vừa muốn ngủ gục, giờ phải ráng nói rồi, ráng nói cho nó qua cơn ngủ, với lại clip cái nào sớm nữa. Thường là giờ nào cũng có 7 giờ, ta 8 giờ, 8 giờ là cái gì là sớm rồi. Cái 8 giờ mấy mới xong clip, cũng 9 giờ mới xong clip. Còn mới up lên cho anh em xem. Còn bữa nay thì chắc mấy anh em phải xem sớm rồi. 4 giờ rồi, 4 giờ gì? 3 giờ mấy là sẽ có clip thôi. Clip cho hết rồi. Chuyển qua hero mode mới được. Hero mode. Đây, đi tiếp đây. Ok. Giờ là mình sẽ cố gắng nâng cấp cho ba con cái team này đi, cái team ba con này nè lên level 80 hết, sau đó mình mới sẽ chuyển qua là con bên bên của hệ legend là nâng cấp nó từ từ lại. Trước tiên là cái gì cái cũng phải để có một cái đợi một cái team chính của mình là ba con này là ba con mạnh nhất đi, như vậy nó đỡ chiến cái gì nó cũng dễ nè, sau đó mới nâng cấp từ từ mấy con sau lên. Thời gian nâng cấp đâu phải là mau đâu trời. Ăn một lần lên level như level 77 rồi đó, lên gần lên level 77 một lần ăn là 1.850.000 thức ăn, rất là kinh khủng. Lên tới level 80 là chắc cũng cả 2 triệu mấy gì đó, quá dữ dội. Thank you.
chơi sáu trăm mấy chục ngàn mà nhìn cái loại hình nó vẫn còn bèo là biết cái nào đâu phải dễ đâu, mấy anh em nào kiên trì cài mới được, còn mình thì cũng đâu có thời gian đâu. Đi làm công ty á, từ sáng đi chiều về, vô công ty rảnh được buổi trưa một tiếng đồng hồ thì làm clip được gì, tiếng đồng hồ mà trong đó ăn uống có một tiếng à. Bởi vì giờ cái chiều tối mỗi lần có sự kiện hay là cái gì cũng phải lén, lúc đang làm việc cũng phải lén lúc lấy máy ra đánh, như sự kiện chiến lan với hả, đang làm cũng gắn canh thời gian, đúng 3 tiếng sau là bắt đầu bay vô chiến liền, 3 tiếng sau bay vô chiến anh gì đó. Lỡ mấy cái thằng nước ngoài nó mới gặp được, mấy thằng quản lý nước ngoài gặp được thì nó tuyển vô mình lên phòng nhân sự, và sau đó nó sẽ đưa cho mình một cái tờ giấy, đó chính là biên bản 6 tháng không lên lương. Ok, vui dữ à, cái đó mới vui dữ à. Thôi nói chuyện phím nó giờ nhiều rồi, bây giờ trở lại vấn đề, đó chính là gần tới tháng sau rồi và con rồng mới sẽ xuất hiện, nên bởi vì các anh em sẽ cố gắng nha, cố gắng để like ra được con rồng đó nha, like được con rồng đó là im đấy, tập trung like nhiều vô. Còn mình bây giờ thì mình đang tập trung like những cái con mà dùng những con rồng tăng sao like mới ra đó, giống như là con đất mét mình like đó. Còn mấy tiếng nữa là nó sẽ ra đời, và sau đó mình like tiếp, mình đang like cái con gì ta, nó kêu con gì ta, ốc tà tô ý, ốc tà tô, để ngồi vô coi, ốc tà tô. Ba tia sét nữa, ba tia sét nữa mà còn nhóc bí kíp vô công hết luôn. Đây nè, mình đang like con này nè, mình đang like những con trong đây nè, like từ từ ra mới được. Và đất mét thì mình đã chuẩn bị sắp có rồi, rồi từ từ cũng tới con này, nó có ti nè, có ti mà mình đang like là like có con này nè, đó ốc Kato, ốc Kato like được nó rồi, thì mình sẽ dùng con đất mét với con ốc Kato để like cái con hay legend là con Ria nè. Đấy, từ từ lai hết trong đây gàng gán cố gắng lại mới được. Con Rumli là con fossil Urati. Ok, từ từ tới mày thôi, máy bay fossil đây, fossil Urati. Ôi, cái con fossil này thì bây giờ mình chưa có nâng cấp được con này nữa, mình cần phải nâng cấp con này lên nữa nè, tăng sao cho nó nữa. Ôi thật là mệt mỏi quá đây. Đó, biết bao nhiêu con chưa có like ra được nữa. Trở lại đây coi. Ôi còn có hai con lắm mà. Còn có hai con mạnh lắm. 1559 ha, 1559. Mới nãy con này có gì không ta? Dứt thử đi. Đi vào 45, trong đây chỉ còn bây giờ thôi, lấy mẹ con này đi, chi bon giúp nó đánh nhanh, đánh nhanh thử là được không. Mấy đứa này sao mà nó lớn, nó lai hệ là dành ra nhiều dữ vậy ta, giờ đó nó giờ ba bốn con luôn á, bốn con rồi, cùng một con một con nó lai ra nhiều kìa, năm con luôn, lai hay dữ, sáu con luôn, kinh khủng. Mà trời, tức cái trời, sáu con đầu tiên đi vào 45 mà phải cái gì lấy con alien quýnh là được, làm hại mình mất thêm một
một gọi là một bên gì người ta kêu là cái gì, trợ thủ đắc lực, nó mắc trợ thủ đắc lực luôn. Đem em hên quá, có lại con Radiant rồi, dứt luôn 163 dứt, với lại còn một chìa khóa cuối thôi. Radiant sức chiến đi con, tốc chiến tốc thắng rồi, tốc chiến tốc thắng nha. Mốt trời ơi, Guardian của mình sao mà chống lại Guardian của nó đây. Ok đâu sao đâu, dứt rồi, hai em cùng chết. 76 đậu xanh rau má, đậu nành không sao, một hit được không? Ê rồi rồi rồi, cái kiểu này 66 à, 66 mình được một hit không trời. Còn bốn con, mất con này là ở con cuối nó đi vào 80 thì sao chèn, khổ thiệt á. Sau đây phải tính toán kỹ vô mới được. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Rồi, cùng ngẫm 80 nha. Rồi, y chang luôn. Bốn con là mình thua rồi, bốn con là thua nó rồi. Tức thiệt luôn á. Tiếp bốn con là thua nó rồi, còn con nữa là thắng rồi trời, uống thiệt. Ơi thua thua cuối thiệt luôn, tức kìa. Ai thua rồi, Lee Battle ít gì đâu á, mẹ kiếp. Thôi lỡ rồi, coi như mình đã thua, thua thật là kinh khủng. Đây Dark Mat 7 giờ 55 phút. Vô cho tóc một tia sét. Thế coi còn bao nhiêu chặng nữa, bí kíp vô công 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 đâu 17 chặng. 17 chặng này chắc thôi để sau đi. Bây giờ thì Jordan 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 yep. Kiếm tục kèn chơi lúc thấy cái hồi máu ok rồi, không bơ luôn.
Hết. Hết luôn. Cảm ơn tụi bay nha. Ngồi nó. 10 token. Battle tiếp. Thở miết đi, miết đi. Miết đi mấy em, mấy em yêu. Ừ, ngủ đi. Một đứa ngủ là khỏe cho mình nữa. Đà lần. Chuẩn bị Euphoria. Euphoria. Còn thiếu máu mà cũng bị yêu nữa mà. Hết thôi. 26 tôi kèm. Dớt. Mình bị khắc hết trơn. Mình bị khắc tinh ma cà rồng nữa. Cảnh của mình. Ngủ đi. Rồi không ngủ. Mà không ngủ thì tao ngủ. Hồi máu lên hồi máu. Hồi máu hả mày? Mày nghĩ mày là ai mà mày hồi máu? Bờ. Ngủ. Kè yeah, ngủ tuần chết lường. Dính lại miếng thịt nè. Miếng thịt nè. Battle. Bờ. Kiếm nhiều Fury mới được. Nó phòng thủ rồi. Rồi dính cháu. Dính cháu với nó. Nhiều Fury. Nhiều mới được. Ngẫm chặng 4 chặng 5 mít đi con rồi ngẫm. Bảo vệ hả, làm mình bảo vệ hả, bảo vệ hả, rồi dính cháu bờ.
Ok. Đậu xanh còn chặn nữa. Qua nổi không biết gì. Yufuri mới được. Chỉ có Yufuri mới chống nổi nó thôi rồi. Hai con này phải chết. Giá 17. Vừa chết đi. Đậu xanh. Đậu xanh hên quá. Chặng cuối. Dứt. Bờ. Bờ. Mày đã bị dính phát tinh độc độc dược của tao. Nhiếp. Rồi ba con cuối thôi. Cố gắng lên, Yuri tiếp. Mít nhiều liền, nhiều liền. Thể 12 hit. Rồi còn một con thôi, dễ dễ dàng thôi. Ok. Open. Lên. Rồi. Coi như hôm nay là mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Và hẹn anh em vào clip ngày mai. Clip ngày mai và sẽ nè nè có rồi. Mình cứ nghĩ là chưa đây 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 đây. Firestar có rồi luôn. Ủa. À bữa nay một ngày một tay. Một tay là có. Đây 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 con Firestar. Đây nó đây. Đó thông tin mình cũng có đưa lên rồi đấy. Đấy. Dùng 4 hệ. How to nè đó. Fair Win Earth Plan. Trời ơi sớm giờ mà mình biết là mình đã like rồi. Mình đâu có cần like con quỷ con cốc Kato đâu trời. Uổng thiệt thôi không sao. Để ngày mai mình hoặc là tối chiều nay. Chiều nay chắc không kịp đâu. Mai mai mình sẽ like. Ok. Trời ơi cuối clip. Khổ thiệt cái. Kịp lo cuối clip quên nữa cuối clip mình mới coi là thấy được con rồng tháng này đây bữa nay một tay mà không hay luôn. Yeah một tay mà không hay. Yeah thôi bye bye anh em. Hẹn gặp anh em vào clip ngày mai. Trong bước thành đi thì mình sẽ yeah. Rồi, bye bye anh em nha.